Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Triều Lê Dịnh, Lâm canh Tân, Dương Tử, Trương Vạn Ý và những khớp bồ hứa hẹn sẽ bùng nổ Mặc dù số lượng dự án được khởi quay trên phim trường bị giảm sút rất nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh và thị trường phim hoa ngữ rơi vào thời kỳ mùa đông lạnh giá, nhưng mình thấy vẫn còn khá khá những bộ phim đang chú ý, độc bầm máy vào năm 2022, trong đó có những màn kết hợp dễ dàng sao nổi tiếng đang được dân tình hết lòng ngóng chờ. Điểm sơ qua thì có mấy cặp đôi như Triều lệ Dịnh, Lâm Canh Tân, Dương Mịch, Cung Tuấn, nghe thôi đã khiến lòng mình nôn nao, mong rằng phim sớm ra mắt để chứng kiến những màn tương tác ngọt ngào của dàn khắp bồ man ảnh này. Triều Lê Dịnh, Lâm Canh Tân trong dự phượng hành. Khi nghe đến tin tức Triều Lê Dịnh và Lâm Canh Tân tái ngộ trên màn ảnh, mình và nhiều người cứ ngỡ tưởng đó sẽ là sợ kiểu chuyện hai nhưng hóa ra lại không phải thế vì đây là bộ phim mới mang tên Dự Phượng Hành. Đoàn phim đã chính thức ra thông báo hai diện viên chính, đồng thời tiết lộ dự án sẽ khởi quay vào tháng 6. Sau khi tin tức trước đó được đưa ra, các fan của Triều Lê Dịn không mấy hài lòng, thậm chí tỏ thái độ chê ra mặt. Thứ nhất, họ cảm thấy Long Canh Tân không còn xứng để diễn chung với Triều Lê Dịnh. Thứ hai là nguyên tắc của phim Dự Phượng Hành, không quá nổi tiếng, thêm vào đó cốt truyện cũng chẳng có gì mới mẹ khi đi theo hướng của Trang Ngôn Tình, mà như thế này thì chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp của nàng Tiểu Hoa. Người hâm mộ cảm thấy Trần lời Dĩnh nên đảm nhận những vai diễn gai góc, mang tính đột phá như trong Ai là hung thủ hay hạnh phúc đến vạn gia. Dù cho fan hâm mộ chủ lời diện tỏ ra ghét bỏ màn kết hợp này, nhưng với khán giả tập trung như hóng hớt xí bít thì vô cùng mong đợi và kỳ vọng với màn tái hợp của cả hai. Đã 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại cấp bồ Vũ Văn Nguyệt và Sợ Kiều, nhưng dưới một phiên bạn khác ở vũ trụ khác mà thôi. Nhậm Gia Luân, Tống Tội Nhi, Trong Vô ưu Độ Nhậm Gia Luân kết hợp với Tống Tội Nhi trong dự án của trang huyền huyện mang tên Vô Ưu Độ đã chính thức xác nhận vào vài ngày trước. Đây là một trong những dự án lớn được EWG đầu tư vào năm 2022 và cũng dự kiến bấm máy vào tháng 6. Ban đầu trên mạng lan truyền tin tức cho hay Lý Nhất Đồng sẽ diễn chính phim này, nhưng sau đó lại bất ngờ đợi thành Tống Tội Nhi. Nhưng mình thấy sự thay đổi này ấy thế mà lại hay, vì rằng cả Nhậm Gia Lân và Tống Tội Nhi đều là những diễn viên vừa có tài, lại có sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm thật chất lượng. Ngoài ra, đại diện tác phẩm là Lâm Ngọc Phân, người làm nên thành công của những bom tấn nổi tiếng như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Mỹ dạ vô cương. Với một đạo diện bạo chứng cho độ hot cùng với dàn diện viên chính, chất hơn nước cất thế này, vô ưu độ trở thành dự án đầy tiềm năng nhất trong những bộ phim được chiếu tên trong đây dương tử trương vạn ý trong trường tương tư việc dương tử trương vạn ý lần đầu nên duyên trên màn ảnh khá giống với trường hợp của chiều lời diện lâm canh tân khi fan nhà gái phản đối nhà trai kịch liệt vì cảm thấy không xứng để diện cùng thần tượng của mình quả xét về danh tiếng địa vị lẫn sức hút thì trương vạn ý đều thua thiệt dương tử khá nhiều nhưng với chiếc nhân sắc chuẩn nam thần này của anh chàng nếu như Trương Vạn Ý thể hiện tốt trong Trường Tương Tư cùng với mệnh danh vượng nam chính trong phim Cổ trang của Dương Tự, biết đâu được nam diễn viên sẽ trở thành một lăng quân thứ ba thì sao? Ý nói là đặng luân của giai đoạn trước khi ngả ngựa đấy nhé. cạnh điểm, hứa khải trong nhạc như nguyên. Sự kết hợp của hứa khải và cạnh điểm cũng được khán giả mong đợi rất nhiều. Có thể nói sự kết hợp lần này là tổ hợp của cặp đôi nhắn sóc thần tiên khi cả hai đều là trai xinh gái đẹp, rất chi bộ mắt cho người xem. Vẻ đẹp của cạnh điềm từng khiến bao người phải mê mận trong tương đẳng. Và lại, tạo hình của nữ diễn viên trong bộ phim Cổ trang Đại đường Vinh Diệu cũng chuyện không cần chỉnh. Trong khi đó, Hứa Khải đã sớm khẳng định nhân sưng nam thần cổ trang của mình qua các vai diễn phú sát phó hằng trong nhân thi công lược. Với dàn diễn viên chính đẹp người ngợi thế này thì mong sao tổ đạo diễn của nhạc Du Nguyên có thể phát huy hết ưu thế của cặp đôi chính. Chứ trước mắt, mấy cái tạo hình của cạnh điểm và Hứa Khải được công bố đã khiến mình và nhiều khán giả phải SOS vì cảm thấy nó thật quê mùa và lạc quê làm sao. Dương Mịch, cung tuấn trong hồ yêu Tiểu Hồng Nương, nhà sản xuất phim từng rất đau đầu giải quyết vấn đề tìm bạn diễn cân xứng với Dương Mịch. Dường như nàng Tiểu hoa mắc kẹt trong tình thế cao không tới, thấp không xong. Vì rằng nếu nữ diễn viên sành đôi cùng dàn nam thần trẻ sẽ khiến cô dữ hơn họ rất nhiều, còn dàn diễn viên gạo cội thực lực như Trần Khôn, Đặng Siêu lại không muốn diễn những tác phẩm ngôn tình, cổ trang làm nến cho sự nghiệp nội chính như phong cách mà Dương Mịch chọn phim. Khó khăn lắm mới tìm ra được một người được cho là khá cân xứng với Dương Mịch, chính là Cung Tuấn, là một ngôi sao đang lên của làng giải trí, sức hút và độ nổi tiếng của Cung Tuấn không tranh lệch với Dương Mịch. Thêm vào đó, nhà gái hơn nhà trai chỉ 6 tuổi, không đến mức lệch pha gây khó chịu khi kết đôi cùng nhau. Nói gì thì nói với một tác phẩm có sự tham gia của hai diễn viên hot hòn họt thế này, chỉ tính riêng fan hâm mộ của cả hai thì bộ phim sẽ không flop được đâu. Hồng Hớt Sĩ Bích khá là mong chờ sự tái ngộ giữa Triều Lê Dịnh và Lâm Canh Tân khi cặp đôi màn ảnh này từng khiến mình mê mẩn trong sự kiểu chuyện. Bên cạnh đó mà nên duyên giữa cạnh điểm hứa khảy cũng đầy hứa hẹn vì họ trông rất đẹp đôi làm sao. Còn bạn, bạn kỳ vọng và chờ đợi bộ đôi nào nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.